Bộ phim Dưới bóng cây hạnh phúc đang bước vào những tập cuối với mối mâu thuẫn căng thẳng của vợ chồng Son và Đạt. Trong khi bố chồng và cả nhà đối xử với cô con dâu ngoan hiền không mấy tử tế thì anh cả Tố lại tỏ ra rất thấu tình đạt lý. Tố không chỉ làm cầu nối giúp cả nhà hiểu ra lỗi sai với Son mà còn chủ động tạo điều kiện để cô được đỡ đần việc nhà. Khi biết em trai mình có chuyện tình cảm ngoài luồng, Tố tuyên bố thẳng anh chỉ xem Son là em dâu chứ không nhận bất cứ ai khác. Tuy trước đó Tố thường xuất hiện với những phân cảnh hết sức kiệm lời, cách hành xử có phần thô lỗ nhưng giờ đây anh nhận được thiện cảm đặc biệt từ khán giả. Mọi người đều cho rằng trong gia đình nhà ông Công, chỉ có Tố là người đàn ông được nhất. Thủ vai Tố là nghệ sĩ Bùi Như Lai. Dù chưa được khán giả truyền hình biết đến nhiều nhưng anh lại có vị trí cực kỳ đáng nể trong giới nghệ thuật. Anh hiện là tiến sĩ, nghệ sĩ ưu tú, từng là trưởng đoàn kịch 1 của nhà hát Tuổi Trẻ và hiện là trưởng khoa sân khấu trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Năm 2020, nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai giành giải thưởng cho đạo diễn có sáng tạo xuất sắc trong vở diễn Tái Sinh và huy chương vàng cho cả vở diễn trong liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân. Năm 2021, nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực tham gia chương trình lễ kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam 1921-2021. Mới đây nhất, Tố của Dưới bóng cây hạnh phúc giành giải đạo diễn xuất sắc với vở diễn Đi qua ngày giông bão. Nổi tiếng và thành công trong lĩnh vực nghệ thuật là thế nhưng Bùi Như Lai rất kiệm lời về đời tư. Anh hiếm khi chia sẻ thông tin gì về cuộc sống cá nhân. Những khán giả thân thiết nhất của nam diễn viên cũng chỉ biết bà xã của anh là biên đạo múa. Nam diễn viên cũng chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc. Từ khi lấy vợ, tôi không tự cho mình cái mác, cái quyền là nghệ sĩ mà có thể về khuya rồi ngồi la cà nhậu nhẹt. Xong công việc là đón vợ, đón con về nhà. Tôi thường bảo vợ, nhà mình ở xa, bữa trưa đã không ở nhà rồi thì bữa tối phải thật ấm cúng. Anh muốn căn bếp phải luôn đỏ lửa. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.